Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Simon Phan TV của Simon Phan. Tại đây Simon sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện mang màu sắc ly kỳ, rùng rợn. Đó có thể là chuyện ma, chuyện kinh dị hoặc là chuyện trinh thám, miễn là nó khiến cho tất cả chúng ta đều cảm thấy hồi hộp, gai cấn, nhiều bước ngoặt cho tới tận phút cuối cùng. Còn những bạn nào biết nhiều những câu chuyện kỳ bí và muốn chia sẻ nó với tất cả mọi người, đó có thể là những câu chuyện các bạn xem hay đọc ở đâu đó, thậm chí là nghe người khác thuật lại hoặc tận mắt chứng kiến, thì cũng đừng ngần ngại gửi về mail cho Simon. Simon hứa sẽ chắt lọc và tìm cơ hội tốt nhất để kể nó cho tất cả mọi người cùng nghe nha. Và hôm nay Simon sẽ kể cho các bạn nghe tập cuối của câu chuyện Người chết trở về. Hãy tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh và lắng nghe cái kết để xem các bạn có bị bất ngờ không nha. Nào, còn chần chờ gì nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Tóm tắt tập trước, mọi bí ẩn bắt đầu từ một thảm án kinh hoàng. Đó là một gia đình 4 người, bố, mẹ, chị gái và em trai bị sát hại tàn nhẫn trong chính ngôi biệt thự của họ. Hung thủ là Trọng, bạn trai cũ của Tuyết Anh, cũng chính là con gái của chủ nhà. Xác chết của cả gia đình được Hoàng phát hiện ra vào buổi sáng sớm khi trời còn nhá nhem. Anh cũng chính là người đầu tiên nhìn thấy hồn ma oan khuất của họ lảng vảng quanh nhà sau khi chết. Ngoài ra còn có 3 người xa lạ không quen biết nhau, ít nhiều có liên quan đến chuỗi sự việc bí ẩn xoay quanh các nạn nhân. Đó là cô Hân, ông Phú và chị Dân. Hoàng đã mời cả 3 người này tập trung tại lầu 13 của tòa nhà văn phòng Living Art để kể câu chuyện của mình. Thông qua những chi tiết trùng hợp ở mỗi câu chuyện, mọi thứ bắt đầu liên kết lại với nhau, tạo thành một bức tranh tổng thể. Tòa nhà Living Art này chính là nơi ông Lộc, bà Kim và Tuyết Anh, 3 nạn nhân trước khi bị sát hại, từng lui tới. Một cô gái tên Mai đã từng treo cổ chết tại đây nhiều năm về trước do bị ông Lộc phụ tình. Mẹ của cô là bà lão bán đồ linh tinh trước cổng của tòa nhà cũng đã mất và trở thành hồn ma thoát ẩn thoát hiện không rõ mục đích. Liệu những chuyện trùng hợp này có liên quan gì đến thảm án kinh hoàng mà gia đình ông Lộc phải gánh chịu? Giữa lúc mọi người đang hoang mang tìm lời giải cho quá nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ thì Hoàng chợt đưa ra thêm một thông tin, đó là Trọng sau khi bị công an bắt giữ đã khai rằng mình bị một hồn ma xúi giục nên mới giết cả nhà bạn gái. Đó là một người phụ nữ tóc dài, sơn móng tay màu đỏ. Lúc bấy giờ, Dân mới chợt nhớ tới hồn ma có bàn tay sơn móng màu đỏ mà bản thân cô đã từng nhìn thấy lần đầu tiên cũng tại chính sân khấu này. Cô vụt miệng lên tiếng, có khi nào đó là hồn ma của Mai? Cô ta đã xui khiến Trọng giết cả nhà của ông Lộc nhằm mục đích trả thù chuyện năm xưa. Hân sợ hãi, gật đầu nói, rất có thể như vậy. Năm xưa ông Lộc không những đòi chia tay Mai mà còn bắt cô phải bỏ đứa nhỏ trong bụng, nên rất có thể cô ta muốn ông Lộc và cả những người thân bên cạnh ông đều phải trả giá. Ông Phú lắc đầu phản đối, vô lý, hồn ma làm cách nào thao túng được Trọng? Cậu ta đã từng tới đây chưa? Theo tôi được biết, hồn ma chỉ có thể thao túng một người khi có khoảng thời gian dài tiếp xúc với người đó. Hoàng mỉm cười đáp, bác nói phải, Trọng không những đã từng đến đây, thậm chí còn thường xuyên đứng trên sân khấu này. Nói rồi Hoàng quay sang nhìn chị Dân. Chị Dân suy nghĩ một hồi rồi hai mắt chợt sáng lên. Chị nói, ý cậu Hoàng là cái thằng Trọng trước giờ vẫn làm trợ giảng cho tôi đó hả? Hóa ra là cái thằng đó à? Thì ra thời gian qua, trợ giảng cho Dân trong những lớp dạy kịch trên sân khấu chính là Trọng. Cũng nhờ làm việc cho tòa nhà này mà gã đã có cơ hội làm quen với Tuyết Anh. Sau mấy lần nhìn thấy cô ở lớp học nhạc, tâm hồn gã cũng bay bổng và yêu nghệ thuật giống như Tuyết Anh, nên hai người nhanh chóng thu hút nhau rồi trở thành tình nhân. Chuyện yêu đương của Trọng thì Dân mù tịch. Cô chỉ nhớ là cách đây khoảng 2 tháng, tinh thần của Trọng không ổn định nên nộp đơn xin nghỉ việc luôn. Từ đó tới nay hoàn toàn không có chút tin tức. Cô đâu ngờ trong gã nhìn hiền lành như vậy mà lại dám cả gan gây ra thảm án kinh hoàng đâu chứ. Hoàng giải thích, khoảng thời gian đó Tuyết Anh quyết tâm chia tay Trọng và nghỉ học nhạc, nên hắn đâm ra quẫn trí, xin nghỉ việc rồi giở trò đeo bám níu kéo cổ. Ông Phú hỏi, vậy ý của cậu là Trọng đã bị hồn ma dẫn dắt từ lúc còn làm việc tại sân khấu này? Hoàng gật đầu nói, không chỉ có Trọng mà cả ông Lộc, bà Kim và Tuyết Anh đều bị hồn ma dẫn dắt. Đầu tiên là bà Kim đến đây để học nhảy ở lầu 4. Vì con gái có năng khiếu ca hát nên ít lâu sau bà Kim cũng rủ con gái đăng ký học thanh nhạc ở lầu 13, để rồi Tuyết Anh gặp gỡ và yêu Trọng. Mọi người thử suy nghĩ coi, nguyên nhân thật sự khiến ông Lộc đặt chân vào hội trường này là gì?
Hân dụt miệng lên tiếng. Tuyết Anh từng kể với em là ba của cổ muốn tìm hiểu nơi làm việc của Trọng. Ông ấy muốn âm thầm theo dõi, coi bạn trai của con gái mình rốt cuộc là người như thế nào. Hoàng nói tiếp. Mọi người thấy đó, toàn bộ quá trình này giống như một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng tinh vi, nhằm mục đích đưa cả gia đình ông Lộc tới tòa nhà này. Hồn ma có khả năng thao túng tâm trí, khiến ta làm những điều mà bản thân cứ nghĩ rằng mình tự đưa ra quyết định, nhưng thực chất là bị cõi âm dẫn dắt. Ông Phú gật gù nói, tôi hiểu rồi. Tại vì bà Kim là người đầu tiên đặt chân đến tòa nhà này, hơn nữa bà ấy lại là người nhạy cảm với cõi âm hơn người bình thường, nên hồn ma thao túng tâm trí bà ấy trước, để rồi bà ấy dẫn Tuyết Anh đến đây học nhạc. Có điều tôi chỉ không hiểu là bà lão bán hàng rốt cục có vai trò gì trong câu chuyện này? Tại sao bà Kim lại nằm mơ nhìn thấy bà ta? Hân đáp lời, bà lão đó là mẹ của Mai, có khi nào linh hồn của bà ấy cũng muốn báo thù cả nhà ông Lộc? Hoàng lắc đầu nói, ngược lại là đằng khác. Sau khi chết vì đột quỵ trước cổng của tòa nhà, bà ấy đã hiện về báo mộng cho bà Kim về những tai ương sắp đến. Nhờ đó mà bà Kim kiên quyết bắt Tuyết Anh phải chia tay Trọng, đồng thời nghỉ học nhạc, để cả gia đình chấm dứt việc lui tới tòa nhà. Chỉ tiếc là thảm kịch vẫn xảy ra. Ông Phú ngạc nhiên hỏi, nhưng tại sao bà lão đó lại muốn giúp đỡ gia đình ông Lộc? Hoàng đăm chiêu trả lời, có thể bà lão biết rõ hồn ma con gái mình định làm gì, và bà không muốn những người vô tội phải chịu dạ lây. Bà Kim và Tuyết Anh đều rất lương thiện, có thể đã từng nhiều lần mua đồ giúp đỡ mỗi lần nhìn thấy bà lão bán hàng trước cổng của tòa nhà. Dân nãy giờ vẫn cứ nhìn Hoàng ngờ vực, bấy giờ chịu không nổi nữa đành phải lên tiếng. Tại sao cậu lại biết rõ những chuyện này? Nếu đã hiểu hơn chúng tôi, tại sao phải mời chúng tôi tới đây để kể chuyện chứ? Hoàng bất giác nhìn xuống hàng ghế khán giả phía dưới hội trường, giọng anh khàn khàn nói, nãy giờ kể chuyện, mọi người có để ý thấy có cái gì đó bất thường không? Một sự im lặng đột nhiên bao trùm. Ba vị khách mời không ai bảo ai, đều nhìn theo hướng ánh mắt của Hoàng, dè chừng ngó xuống hàng ghế khán giả. Dĩ nhiên giờ này, ngoài bốn người bọn họ đang ngồi trên sân khấu ra, hoàn toàn không còn ai ở phía dưới hội trường nữa. Ông Phú là người lên tiếng đầu tiên. Nói thật là từ nãy đến giờ, tôi có vô tình nhìn thấy vài bóng người bên dưới hội trường, nhưng tôi không chắc là mình có nhìn nhầm hay không. Tới lượt Dân nói, nói thật là tôi có nhìn thấy một thằng nhóc ngồi dưới hàng ghế khán giả, nhưng tôi giả vờ không quan tâm vì sợ là mọi người hoảng hốt. Hân bắt đầu run lên vì sợ. Cô lắp bắp nói, Em cũng có nhìn thấy nữa. Họ tầm ba người ngồi dưới đó. Rốt cuộc họ là ai vậy? Hoàng lạnh lùng đáp lời Hân một cách rành rọt. Họ là ma, là những nạn nhân đã chết trong thảm án đó. Ông Lộc, bà Kim, Tuyết Anh và Đạt, nãy giờ họ vẫn ngồi bên dưới lắng nghe câu chuyện ma của chính mình. Rồi Hoàng lại tiếp tục kể. Sau khi lấy khẩu cung của Trọng, công an đã có cái nhìn khái quát về toàn bộ quá trình gây án. Tuyết Anh có một đứa em trai tên là Đạt, cùng học chung tại tòa nhà Living Art. Thằng nhóc chỉ mới học cấp 3, tính tình ham chơi, lại mê game Liên Quân. Trọng biết điều đó nên thường xuyên chia sẻ những chiến lợi phẩm trong game để lấy lòng Đạt. Nhờ đó mà tiếp cận được với Tuyết Anh, rồi trở thành người yêu. Đạt thần tượng Trọng và luôn xem gã là anh rể tương lai, cho đến khi gia đình kịch liệt phản đối và bắt Đạt không được giao du với Trọng nữa. Vào cái ngày kinh hoàng đó, Trọng đã gọi điện nhờ Đạt ra mở cửa. Thằng nhóc ngây thơ không biết gì, ngoan ngoãn dẫn tên sát nhân vào nhà. Trọng lừa Đạt ra hồ bơi, rồi bất ngờ đâm nó từ sau lưng. Kế đến, gã lẻn vào nhà chính và giết ba người còn lại bằng thủ pháp cắt cổ. Về phần Hoàng, sau khi chứng kiến cảnh tượng tan tóc, anh bắt đầu nằm mơ nhìn thấy bà Kim hiện về. Bà luôn đi cùng một bà lão già nua mặc đồ màu trắng. Trong giấc mơ, bà Kim nói gia đình bà chết quá oan khuất, không thể siêu thoát được. Nhờ bà lão mà họ được dẫn dắt về tòa nhà Living Art, xem như là có một nơi nương tựa vì cả gia đình đều đam mê nghệ thuật. Thế nhưng, ông Lộc, Tuyết Anh và Đạt vẫn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình còn sống. Họ lang thang vô định trong cõi nhớ nhớ quên quên. Bà Kim nói, con từng hứa sẽ luôn ở bên cạnh Tuyết Anh. Bác tin con sẽ tìm được nó mà. Nghe tới đây, Hoàng giật mình thức giấc.
sống mũi anh cay cay vì xúc động. Nếu anh đã không thể cứu gia đình Tuyết Anh lúc họ còn sống, thì anh nhất định sẽ giúp đỡ họ trong cõi chết. Nhờ những lần bà Kim hiện về, báo mộng liên tiếp và những thông tin thu được từ các trang mạng xã hội, Hoàng tìm được ba người là Hân, Vân, Phú, rồi tập trung họ tới hội trường đêm nay dưới danh nghĩa một tổ chức chuyên nghiên cứu chuyện tâm linh. Mục đích của Hoàng là muốn những hồn ma có mặt ở đây đêm nay được lắng nghe câu chuyện của chính mình, để rồi họ có thể thấu hiểu ngọn nguồn và buông bỏ được cõi sống. Lúc bấy giờ, sau khi mọi người đã thấu hiểu động cơ của mình, Hoàng nói tiếp để kết thúc buổi họp mặt. Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây cùng tôi đêm nay. Đây là lời tạm biệt cuối cùng mà chúng ta có thể gửi đến gia đình họ. Dường như trong khoảnh khắc, Hoàng nhìn thấy một khung cảnh đang diễn ra dưới sân khấu. Ông Lộc đang đứng bên cạnh Tuyết Anh, bà Kim đang dắt Đạt đến bên chồng và con gái. Tất cả đều nhìn Hoàng đầy cảm kích. Mọi người chào nhau, đứng dậy ra về. Ông Phú chợt gọi Hoàng lại hỏi chuyện. Tôi vẫn còn một điều thắc mắc. Tại sao vào ngày 20 tháng 11, bà Kim lại xê dịch bức tượng nữ vũ công mà tôi yêu thích? Tôi cứ tưởng hồn bà hiện về làm như vậy để nhát tôi chứ. Hoàng cười đáp. Người chết rồi đôi khi hành xử rất kỳ lạ. Hôm đó bà ấy chỉ muốn làm cho ông tin là hồn ma người vợ đã khuất vẫn luôn bên cạnh ông thông qua bức tượng đó. Không ngờ lại khiến cho ông hoảng sợ. Bà ấy thật sự xin lỗi. Nói rồi Hoàng quay đầu bước đi. Ông Phú quay lại hội trường nói lớn. Tôi tha lỗi cho bà đó. Rồi ông cũng rời khỏi đó, để lại không gian tịch mịch cho người cõi âm. Sân khấu đã hạ màn, để lại những khán giả ngỡ ngàng nhận ra mình không còn trên dương thế. Đạt biết mình đã chết từ lúc nghe anh Hoàng kể về hồ bơi máu. Ban đầu, cảm giác của Đạt chỉ là hơi giật mình. Tại sao khung cảnh mà anh Hoàng miêu tả lại quen thuộc tới như vậy? Cho đến khi một cơn đau dữ dội ập đến từ sau lưng. Đó chính là cơn đau khi Trọng dùng dao đâm cậu thật mạnh vào đêm đó, khiến cho Đạt bất giác há miệng thét thật lớn. Nhưng không có ai nghe cậu cả. Tất cả chỉ là sự im lặng. Vì giờ đây, cậu đã là một hồn ma. Và rồi Đạt nhận ra hai cái bóng lúc nãy mà mình nhìn thấy chính là ba và chị hai. Khi chị Dân kể về ba, ông ấy cũng bất ngờ nhận ra mình đã chết. Thì ra, từ lúc ngã xuống tại hồ bơi đêm hôm đó, Đạt chưa bao giờ chịu nhìn nhận sự thật. Mặc dù đã tận mắt chứng kiến thấy cơ thể của mình trôi lềnh bềnh giữa dòng nước lạnh, thậm chí lúc nãy cậu còn ngỡ rằng ba đưa cậu tới đây để học nhạc như thường lệ. Chỉ có mẹ là minh bạch nhất. Bà giang tay ôm cả nhà vào lòng. Bà nói, gia đình ta lại đoàn tụ rồi. Đạt thắc mắc hỏi mẹ, vậy còn hồn ma chị Mai đâu? Bà Kim cười bảo, chị ấy cũng đoàn tụ với mẹ rồi, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa đâu. Ở bên dưới tòa nhà, Hoàng đã leo lên xe máy. Anh ngẩng mặt nhìn tòa nhà Living Art lần cuối, rồi rồ máy phóng xe đi mất hút. Vậy là sao mình đã kể xong câu chuyện người chết trở về rồi đó. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào? Nếu còn điều gì thắc mắc, hãy comment bên dưới. Sao mình hứa sẽ giải đáp hết tất cả nha. Thông qua câu chuyện này, chúng ta lại biết được thêm nhiều điều về thế giới tâm linh. Đó là hồn ma có thể tác động vào tâm trí của con người khi tiếp xúc với họ trong một khoảng thời gian dài. Nó sẽ thao túng tâm trí, khiến chúng ta làm những điều mà bản thân chúng ta nghĩ rằng do mình quyết định, nhưng thực chất là bị cõi âm dẫn dắt. Và điều số 2 đó chính là có những linh hồn sau khi chết vẫn còn chấp cái thân của mình, vẫn mong muốn rằng bản thân còn sống. Họ tự động quên đi ký ức rằng mình đã chết và lang thang vô định trong cõi nhớ nhớ quên quên, khiến cho những người còn sống phải hoảng sợ khi nhìn thấy bóng dáng của họ lẩn khuất, không siêu thoát được. Và còn rất nhiều bài học nữa ẩn trong câu chuyện này. Nếu các bạn có thể tìm ra thì hãy comment bên dưới. Sao mình hứa sẽ đọc và comment hết nha. Trong số các bạn, nếu có bạn nào đã trót đi ngang qua đây và lỡ yêu thích kênh Sao Mình Fan TV rồi thì còn ngần ngại gì nữa mà không nhấn vào nút subscribe cùng nút chuông nhỏ nhỏ ngay bên cạnh để nhận được thông báo ngay khi Sao Mình TV ra clip mới nha. Bye!